tầng luôn, cái cậu làm 2 tầng đi. Đúng không? Cái này mới mai mốt nó khô cái này nó mới gì? Mới sơn rồi đúng không? Anh mới sơn rồi đúng không? Đó, mới sơn. Sơn rồi đó. Đi lên xuống mình bây giờ tiến hành sẽ gá cái động cơ lên cái đế trên kia ha, mình thông qua con tài kéo nữa, tài kéo mình sẽ sử dụng nó để mình kéo cái tài của cái máy của thang lên trên đó. Rồi đi lên trên. Lấy hai cái móc chốt rồi hãm của cái hai.
thang đấy là có đây có đem thang đây mà. Thì em sắt cho phát cũng mới hoàn thiện xong cái phần cơ khí ha, đang chuẩn bị tiến hành sơn phết. Mình chừa cái độ hở lên đây là một phân anh em, mình canh cái sàn của nó là một phân ha. Xe này có bề ngang rộng 1,5 m và dài 2 m. Tại mình đang lắp tạm cái tề để mình thi công.
lâu ở tiệm sắt cho phát để gáp cái thang. Đang trong cái phần lắp đặt ha, đang lắp đặt.